Sau cơn mưa kéo dài vài giờ, ngõ 118 đường Lê Thành Đông, phường Hải Thanh, thành phố Đồng Hới đã bị ngập úng như thế này. Người dân phải thu dọn đồ đạc lên các vị trí cao hơn. Từ khi tôi về đấy thì nước năm nào nó ngập hết, về mùa trừ cho mùa nắng, còn về mưa lũ nữa thì nó ngập, mà ngập sâu, ngập là ngập xảy ra thường xuyên, mà nói chung là rất ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sinh hoạt cá nhân của từng hộ gia đình ở đây. Thời gian ở đấy là tất cả đường là bê tông hóa cả và như thế là nước ứ lại, cho nên là làm cho con em với như là người già là đi là nước ăn chân rất nhiều và con cháu đi học là rất khó khăn. Tôi đề nghị là cấp trên là giải quyết mấy cái đó, giải quyết nhanh chóng để cho gia đình, cho các hộ đấy là có điều kiện sinh sống ổn định hơn. Ba ngày sau một trận mưa, nước vẫn ngập sâu, trẻ em người lớn phải lôi nước đến trường. Nhìn những hình ảnh này, không ai nghĩ đây là khu dân cư nằm giữa lòng thành phố văn minh hiện đại. Thay mặt cả cái hồ mà bị thường bị ngập được ở đây, tôi kiến nghị lên cái cấp trên là có một trách nhiệm kịp thời, làm sao đó khảo sát, làm sao để là thi công cho dứt điểm về vấn đề là cái chỗ ngập úng này, để coi là sử dụng hồ chúng này là yên tâm cuộc sống. Theo phản ánh của người dân sinh sống tại ngõ 118 đường Lê Thành Đông, tình trạng ngập úng đã diễn ra nhiều năm nay. Nếu mưa to, đường có thể ngập sâu khoảng 60cm đến 70cm và kéo dài từ 3 ngày đến 1 tuần. Nguyên nhân được xác định là do quá trình đô thị hóa, nhà cửa được xây dựng nhiều, các đoạn đường đã được bê tông hóa cùng với hệ thống thoát nước đã lâu năm. Cũng kiến nghị nhiều lần và tôi cũng là phản ứng nhiều và thông qua các cuộc họp, hội đồng tiếp xúc cử tri và vừa rồi thì có cái đoàn của khảo sát của thành phố dự án về đã làm việc và họ đã có phương án rồi, nhưng không biết lúc nào là đã làm được cho dân. Sau nhiều lần người dân kiến nghị lên cơ quan chức năng, đầu năm 2022, Ban Quản lý Dự án Môi trường và Biến đổi Khí hậu thành phố Đồng Hới đã thực hiện việc nâng cấp đoạn đường của ngõ 118 Lê Thành Đông để hạn chế ngập úng. Tuy nhiên công trình thi công được 50% khối lượng thì dừng lại. Hơn 10 hộ dân ở cuối ngõ 118 Lê Thành Đông không biết chính xác khi nào việc nâng cấp đoạn đường thực hiện xong và tình trạng ngập úng bao giờ mới kết thúc. Về việc xác định lại thời gian chính xác thì về việc phía phương thì cũng chưa biết được, nhưng mà về phía đơn vị bảo lý dự án thì cũng đã hứa nhưng mà đang khảo sát chưa nói cái mốc thời gian thực hiện. Rồi sắp tới đây về phía phương thì cũng sẽ đề nghị thành phố có cái tác động thêm, làm sao đó để ban quản lý dự án và phải ủy ban nhân tỉnh tiếp tục có cái đầu tư để chống cái tình trạng ngập lụt ở khu vực cuối ngõ đường 118. Tình trạng ngập úng cục bộ kéo dài trong nhiều năm ở ngõ 118 đường Lê Thành Đông, phường Hải Thanh, thành phố Đồng Hới đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc kịp thời của chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng này.